Đây là mái tóc trước khi làm nha các bạn. Tóc rất là mảnh và nhiều. Đây là tóc trước khi làm. Bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Các bạn chia thành rẻ quạt, các bạn cắt xung quanh nha, các bác 45 độ nha các bạn. Đây là mình cắt từng lớp layer, mình kêu bằng là layer tròn nha các bạn. Và giữ dương độ dài, mình chỉ cắt lớp trên thôi, phân tán và di chuyển thôi. Các bạn chia quanh hộp sọ như rẻ quạt, các bạn cắt nha. Các bạn có thấy mình chừa độ dài không? Các bạn cắt quanh hộp sọ nha các bạn. Các bạn chia từng lớp quanh hộp sọ các bạn cắt nha. Nếu các bạn quan sát, các bạn không hiểu thì các bạn tua chậm lại các bạn xem nhé. Vì thời gian dài quá nên mình quay nhanh nha các bạn. Các bạn lưu ý cái tư thế đứng của mình nha. Hiện nay cái form tóc là nó tròn rồi, mình chỉ cắt layer trên thôi. Các bạn thấy không, mình đã hoàn thành xong cái dáng tóc rồi. Rất là đơn giản nha các bạn, và sau đó mình sấy khô. Đấy các bạn thấy không, từng lớp rất là đẹp nha. Mái tóc này trước khi uống ngày xưa đã uống rồi, bây giờ mình chỉ uống lớp trên thôi. Đấy các bạn thấy từng lớp rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ sấy khô, sau đó mình cá nhân hóa, mình tỉa mỏng. Các bạn xem kỹ thuật tỉa của mình nha. Đây là cắt mái. Đây là máy cắt máy ba nha các bạn. Mình chia hình tam giác nha. Ngay đỉnh cao của chân mày nè. Đấy. Mình chì xuống mặt nè. Đây là mình làm mỏng phần ngọn nha các bạn. Với kỹ thuật cắt trượt, mình đẩy lên như nè. Đấy. Cái ngọn nó sẽ mềm mại nha. Cái này nó sẽ làm cho tóc uyển chuyển nha các bạn. Đặc biệt là cái phần chỗ này nè, các bạn cắt nó dễ nặng lắm nè. Các bạn cần lưu ý chỗ này nha. Các bạn cần lưu ý để chuốt cái chỗ này cho nó mềm. Cái tóc mảnh mà nó nhiều á, nó nặng lắm các bạn. Các bạn phải giảm trọng lượng bớt bằng nhiều kỹ thuật nào đó để các bạn giảm tỉa hay là chuốt gì đó thì cái tóc uốn nó ra nó mới đẹp nha các bạn. Uốn tóc mà cái tóc nó dặn nó nhiều quá nó không đẹp.
tùy theo cái phong cách của cái người khách của mình. Bạn này thì bắn tin trẻ chung thì mình phải cắt làm sao cho nó trẻ chung, bằng cách là mình phải làm cho tóc nó mềm mại. Đây là mình sử dụng kỹ thuật chuốt các bạn. Các bạn đưa kéo cho các bạn bóp nè, mình dùng kéo mắt chuyên môn nha. Nhớ các bạn cắt hoàn hảo cái form tóc xong các bạn đưa vô cái mềm hóa cho uống nha các bạn. Thường các bạn cắt cái chỗ này nó dễ dày lắm, thì các bạn tập trung cái phần chỗ này nè, các bạn tỉa cho nó mềm. Đấy, các bạn tỉa cho nó mềm ngọn nha. Đấy, mềm ngọn thấy không? Thế mà tóc này còn dày nữa. Mình sẽ áp dụng cái thực tỉa An Giang nha các bạn. Tỉa An Giang là mình sẽ tỉa như thế nào? Bấm vô đây. Tóc sẽ mỏng bớt nha các bạn. Nè. Quang bóng vào đây. Xem các bạn dùng lửa quang chảy cái nè, thấy không? Đây là cách tỉa An Giang nha. Các bạn thấy tóc không bị ấy nha. Không? Này các bạn nhìn nha, nhìn kỹ này nha. Đây. Các bạn dùng kéo này nha. Sao các bạn nhấp nè. Rồi các bạn chảy ra thì các bạn sẽ lấy được một lượng tóc đây. Các bạn thấy không? Rồi tắt đi em.
Đúng rồi. Lắc vô. Đấy, đó, mái tóc đủ thời gian các bạn. Giờ đây mình dập nha. Qua đây là mái tóc đã hoàn thành. Đấy các bạn thấy sóng rất là đẹp nha. Thì bây giờ mình sẽ pha thuốc nhộm. Cái mã màu nhộm này là 12.18 nha các bạn. 12.18 mình cho khoảng 60g nha. Rồi sau đó mình sao oxy, mình sẽ sử dụng oxy 6 và oxy 9. Được oxy 75, tỷ lệ 1:1:1:2 nha các bạn. Và mình mix thêm green, mình cho khoảng tầm một lóng tay nha các bạn. Sau đó quay đi và nhộm. Nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhộm tóc không sử dụng cặp dịch nha các bạn. Đầu tiên các bạn chia làm tư, sau đó các bạn dùng thuốc nhộm các bạn quẹt những cái đường chia đó. Và sau đó bạn cần chia một tép ở trên, các bạn không nhộm cái tép đó nha, và chéo qua chéo lại. Sau đó các bạn bắt từng lớp mỏng vô thuốc, sau đó bạn đắp qua đắp lại. Hai các bạn phải nhộm đều nhau nha các bạn. Các bạn nhìn vô clip đó, mình đã hướng dẫn các cái tỉ mỉ. Các bạn cách chân 2cm nha. Hai bạn phải làm đều với nhau. Và cách bạn cách chân 2cm. Các bạn nhộm đắp qua đắp lại, đắp qua đắp lại nha các bạn. Cứ thế các bạn làm hết cả đầu. Cứ đắp qua đắp lại, đắp qua đắp lại. Vô thuốc, vô thuốc, vô thuốc. Nhộm 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 nhộm. Cứ thế các bạn làm nhé, làm cho hết cái phần sau nha các bạn. Đặc biệt là hai bạn phải nhộm đều cùng với nhau nha. Bôi thuốc cho tán chạy đều các bạn, đắp qua đắp lại. Cứ thế vô thuốc các bạn chạy các bạn. Rồi sau đó các mình hạ xuống nha các bạn. Hạ xuống. Rồi bắt đầu mình hạ thuốc xuống các bạn. Kiểm tra lại, hạ thuốc xuống. Rồi các bạn hạ xuống nha, hạ từng lớp xuống nha. Các bạn quan sát kỹ nha, mình xin nói lại đây là kỹ thuật và điều thuốc nhộm không sử dụng. Tiếp tục các bạn hạ xuống nha, sau đó mình mới vô cái phần ở trên nha các bạn. Sau khi hạ mình vô cái tép phần ở trên, đó các bạn thấy đó. Vì lý do mình vô sau là sao? Nếu mà mình vô trước mình đắp qua thì nó sẽ bị dính chân nha các bạn, nó sẽ bị sáng chân nha. Rồi cái phần phía trước mình chừa một lớp đắp qua phía sau. Đấy các bạn thấy không? Không có vô thuốc đó, không có vô thuốc cái tép đó nha các bạn. Và sau đó cứ vô thuốc từng lớp. Đắp chéo qua. Giống như các bạn xem clip đó, đắp chéo qua nha các bạn. Chéo qua. Đấy, chéo qua chéo lại nha các bạn. Cứ thấy các bạn vào thuốc nha, các bạn nhớ lưu ý là vô thuốc cho đều nha các bạn. Kỹ thuật này rất là dễ làm nha các bạn. Các bạn quan sát kỹ, các bạn thực hành làm cái này rất là hiệu quả nha các bạn. Mình thấy nhộm rất là hiệu quả luôn, rất là ok luôn nha các bạn, rất là tiện nha. Bạn nào làm xong rồi thì mình hạ xuống nha các bạn. Rồi mình vô cái tép phía trên, vô sau cùng. Sau đó mình để 15 phút, sau đó mình mới chấm chân nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chấm chân nha các bạn. Chấm chân thì mình pha cũng là công thức luôn, mình hạ oxy thôi, mình sử dụng oxy 3, mình chấm chân nha các bạn. Mình chấm chân các bạn chia từng lớp các bạn chấm nha. Đấy. Mình chấm cho đều thuốc nha các bạn. Mình để tầm khoảng khi các bạn chia từng lớp chấm nha. Ở trên xuống hay là ở dưới lên thì cũng được nha các bạn. Trong cái clip thì một bạn ở trên xuống, một bạn ở dưới lên nhé. Bạn muốn chấm như thế nào cũng được, tại vì công thức mình đã pha nó đã cân bằng oxy, không có sợ bị sáng chân nha các bạn. Các bạn chấm chân nhé. Chấm chân. Sau khi chấm rồi mình để đó tầm khoảng là mái tóc. Đây là mái tóc đã đủ rồi, sắp sửa đủ thời gian. Và mình chuẩn bị đi xả nha các bạn. Đây, đồng hồ dặn 15 phút. Đèn đèn đèn. Chuẩn bị đi xả nha. Kiểm tra tóc đủ thời gian rồi, bắt đầu mình đi xả thôi. Đèn đèn đèn. Bây giờ mình massage xả sạch sẽ nha các bạn. Xả nha các bạn, sử dụng dầu xả vô tóc.
cho tóc mềm mượt nha các bạn, cào 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 cào, massage 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 tóc bóng mượt nha các bạn, rồi xong nha mình đem ra nha, sấy khô nè các bạn, sấy khô nha, sấy nha các bạn, ngoan nha, cuộn cái lô vô nha các bạn, sấy khô cái máy nha, rồi cuộn cái ống lô chà bá vô luôn, còn mình sấy nha các bạn, sấy bằng tay nha, quơ cuộn sấy nha các bạn, các bạn chịu khó sấy nha, bạn nào ngoài tay thì sấy rất là giỏi luôn, sấy nha các bạn, sấy đến khi khô và bóng mượt, sau đó mình xức tinh dầu. Các bạn có thể sử dụng tinh dầu gì cũng được nha các bạn, Odolet và Malocca No cái gì cũng được nha. Sau đó mình sấy hình cái bông, sấy hình cái bông nha các bạn. Sau đó mình sử dụng cái lược sấy cái máy cho nó phồng lên nha các bạn. Các bạn thấy không, màu rất là đẹp nha. Đèn ten ten, thế mình đã hoàn thành mái tóc xong rồi, các bạn thấy có đẹp không? Nhớ đăng ký kênh và follow mình nhé. Màu này là màu nâu tây, rất là xinh luôn, dễ thương nha các bạn. Cái máy này chỉ cần cuộn cái lô và hất hất bye bye, tóc gần rất là tự nhiên. Đấy, các bạn thấy không, màu ống ưỡn nha. Đây, ten ten ten, màu rảnh rất là đẹp luôn nha các bạn. Màu rất là đẹp nha. Đây, quay lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Đây, mái tóc hiện nay là hot trend 2020 nha các bạn. Các bạn xem hết video và chúc các bạn may mắn nha. Các bạn làm thành công nha các bạn. Quay di chuyển máy đừng chết chỗ. Đeo nha. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh và theo dõi những clip mới của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip mới. Bye bye.